Mình tên là Trần Thu Hào, sinh lớp 11A5 trường Trung học phổ thông Ngô Quyền ạ. Bạn hãy cho biết ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 3 năm 1931. Bạn nêu hiểu biết của bạn về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hiểu biết của mình về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đoàn được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đoàn đã tập hợp đông đảo các thanh niên phát huy chủ nghĩa cách mạng và đồng thời cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ạ. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hà Vi và mình đến từ lớp 11A5. Như các bạn đã biết, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội dành cho thanh niên Việt Nam. Vì vậy hôm nay mình có một số câu hỏi dành cho các bạn. Câu hỏi đầu tiên về người sáng lập và lãnh đạo. Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng, đồng chí hội tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do ai sáng lập? Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Kiều Ngân, học sinh lớp 11A5. Tôi xin được trả lời những câu hỏi của bạn Hà Vi như sau. Đầu tiên, người sáng lập và lãnh đạo Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng, đồng chí hội tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do ai sáng lập? Đó chính là Bác Hồ. Tiếp theo là câu hỏi về các nhân vật lịch sử. Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Câu hỏi thứ 3, người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Đó chính là Lý Tự Trọng, lúc đó anh 17 tuổi. Tiếp theo là câu hỏi về những lần đổi tên. Từ ngày mới thành lập cho đến nay, đoàn đã mấy lần đổi tên? Tên gọi đầu tiên của đoàn là gì? Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, đoàn có tên gọi là gì? Câu hỏi thứ tư, về những lần đổi tên, từ ngày mới thành lập cho đến nay, đoàn đã mấy lần đổi tên, tên gọi lần đầu tiên của đoàn là gì? Đó chính là đã 7 lần đổi tên và tên đầu tiên của đoàn đó chính là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Với chiếc huy hiệu đoàn, bạn hãy cho biết ý nghĩa và bạn có thể kể tên một vài bài hát về ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đó chính là Anh Ba Hưng lên đảng, tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Mình xin hết ạ. Xin chào mọi người, em tên là Phạm Thu Thúy, học sinh của lớp 11A5. Hôm nay em sẽ trả lời một số câu hỏi phỏng vấn ạ. Nêu hiểu biết của bạn về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đảng của tuổi trẻ. Phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Em tên là Vũ Thúy Hà, học sinh lớp 11A5 trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Em hãy nêu hiểu biết của mình về đoàn. Theo em được biết, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị, xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Ý nghĩa của huy hiệu đoàn là gì? Ý nghĩa của huy hiệu đoàn là biểu thị ý chí, sức mạnh của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em hãy cho biết tính chất của đoàn. Tính chất của đoàn là một tổ chức chính trị, xã hội của thanh niên Việt Nam tiên tiến do Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng là mục tiêu cho mình, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, là một thành viên trong hệ thống chính trị của nhà nước, là một lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước. Mình là Mai Thu Huyền, học sinh lớp 11A5, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ngày bao nhiêu? Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ngày 26 tháng 3 năm 1931. Cho mình biết mục đích và lý tưởng của Đảng Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về mục tiêu và lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Em xin chào thầy cô và các bạn.
Hôm nay em xin phép phỏng vấn một số bạn am hiểu như thế nào về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Câu hỏi thứ nhất em dành cho các bạn là em hãy cho biết ý nghĩa của chức huy hiệu đoàn là gì. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Đăng Mạnh, học sinh lớp 11A5 trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Theo hiểu biết của tớ về Đoàn Thanh niên thì ý nghĩa chiếc huy hiệu đoàn đó là biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Câu hỏi thứ hai em dành cho các bạn là theo điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 10, độ tuổi để xét kết nạp đoàn là bao nhiêu và đối tượng được xét kết nạp đoàn viên danh dự là gì? Độ tuổi để xét kết nạp đoàn là tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào đoàn tuổi từ 16, từ đủ 15 tuổi cộng 1 ngày và không quá 30 tuổi. Đối tượng được xét kết nạp đoàn viên danh dự là những người đã trưởng thành đoàn có tâm huyết, có nhiều đóng góp với đoàn, có uy tín trong thanh thiếu niên và xã hội, đồng ý làm đoàn viên danh dự. Thì xin cảm ơn.